ngay tại trung tâm trải nghiệm việc làm. Em sẽ tìm bỏ thêm xu. Bạn có thể giúp mình chọn một công việc được không? Tiếp viên hàng không. Hoan hô, hãy chơi nào. Hãy giúp Momo mặc đồ nào. Đồng phục tiếp viên hàng không. Khăn. Vali. Mình là tiếp viên hàng không. Mình giúp hành khách giải quyết mọi vấn đề. Chào mừng đến với chuyến bay của Baby Birds. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có một chuyến đi vui vẻ cùng chúng tôi. Vui lòng đặt hành lý của bạn vào khoang phía trên. Vui lòng thắt chặt dây an toàn. Chỉnh ghế của bạn về vị trí thẳng. Vui lòng gấp bàn ăn của bạn lại. Vui lòng kéo màn cửa sổ lên. Chuẩn bị cất cánh, vui lòng tắt tất cả các thiết bị điện tử. Máy bay hiện đang bay ổn định, chúng tôi sẽ sớm phục vụ bữa ăn, đồ uống và cung cấp các dịch vụ khác trên chuyến bay. Vui lòng bỏ rác của bạn vào túi rác. Chúng ta đã tới nơi rồi. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Baby Birds.